Thân mến, đây là vườn tranh của tôi. Và nếu như các bạn muốn tham quan thì hãy tìm về huyện Ba Vì. Đây là vườn tranh tứ mùa. Sau 2 năm trồng, gốc đã như thế này. Đây là thế hệ quả đang thu này. Đây là đàn em một chút này. Sau đến đây là đàn em một chút này. Sau đó là đến đây là đàn em một chút này. Sau đó là đến đây là đàn em một chút này. Sau đó đến hoa, đến nụ này. Đấy. Như vậy với gì là cây chanh này lúc nào cũng có nhiều thế hệ hoa quả lụ cành. Lá lộc, đúng không ạ? Không bao giờ sợ mất mùa. Thank you.
Đây là gốc chanh sau 2 năm rưỡi trồng. Nếu quý vị có nhu cầu mua quả chanh, lá chanh, mầm chanh, cành chanh chiết và những gốc chanh bonsai để trên cây cảnh, hãy liên hệ 0163530582 để được tư vấn thêm. Xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.